Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Trân chia sẻ một chút xíu, đó chính là hồi tuần trước thì Trân và bà nội cũng chưa đăng video clip lên cho các bạn về cái mẫu luyện thanh, nên là hôm nay Trân và bà nội sẽ cho các bạn cũng như là hướng dẫn cho các bạn một bài tập mới, đó là bài quãng ba giai điệu với ba âm là do re mi. Với ba âm này là lấy từ trong nguyên âm O, E, I. Hôm nay chúng ta sẽ kết hợp phụ âm đứng trước, đó là phụ âm D, D, D hoặc D, và phụ âm R và phụ âm M. Các bạn lưu ý nha, với âm D thì sao chân? Chóp lưỡi chúng ta nha, mở khẩu hình ra, xong mà cái chóp lưỡi chúng ta đặt lên trên nướu răng trên, phát âm ra D, D nha, không được đưa cái lưỡi ra ngoài, nó sẽ thành đớt là D nha, đó là một. Thứ hai, R. Đó, R. Để chúng ta làm gì? Phân biệt được từ T, R và từ C, H, đó là từ Ch. Ha, đó. Vậy thì các bạn lưu ý, cũng như từ M, thì môi chúng ta sẽ phải chạm nhẹ vô. Bọc bên trong thì mới tròn vần rõ chữ, không bị đớt và không bị ngọc nghều âm thanh, không bị bật thanh luôn. Các bạn lưu ý nha. Đó, chúng ta nha, hơi lấy. Luôn luôn khi bắt đầu các bạn tập là các bạn mở miệng ra là cằm hạ một cách mềm mại nha, hơi lấy xuống bụng, giữ lại trong tích tắc, sau đó phát âm ra nha. Nghe âm mẫu lấy hơi hạ. Do re mi do la. Lấy hơi. Do re mi do la. Lấy hơi. Do re mi do la. Chưa có dậy thì cái quãng của chúng ta sẽ rất là cao, cao và trong sáng, nhưng nếu không được luyện tập thì mở một nốt cao thì rất là khó khăn. Cho nên hôm nay thì tôi chỉ mở cho các bạn tới nốt rế, đó là vì Hiền Trân là hát với lại giọng thật của mình để cho các bạn tập cho giọng mình nó dày lên. Và bây giờ từ nốt này chúng ta sẽ đi xuống, những bài tập sau thì sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để chuyển lồng giọng cho nó hay nha. Đi từ nốt này nghe con, mở sâu để không bật ho. Vừa rồi các bạn thấy Hiền Trân bật ho không? Có nghĩa là khi lên tới nốt này là cái giọng cao, mà nếu không có sự xử lý hàm, nhấc sâu cho nó chắc để cộng minh thì sẽ bị ngứa và bật ho ngay tức thì. Rồi, nốt cao đi xuống cho con, mở ra thôi. Thank you.
điều đầu tiên là gì? Tập thở. Hãy siêng năng, nếu như các bạn yêu thích cái môn này, các bạn muốn chạm tới ước mơ của mình, các bạn không có điều kiện để đi học, thì các bạn hãy vào trang của Hiền Trân để xem những cái video này. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, cũng giống như Hiền Trân cũng ấp ủ là rất là muốn nhiều bạn rất muốn thích hát nhưng mà không biết làm sao để thể hiện một bài hát cho tốt. Thì nói bà nội ơi, bà nội hãy cùng con hướng dẫn một số mẫu luyện thanh đơn giản để cho các bạn được học tập, để được hát với những cái đam mê các bạn. Thì nhớ nha, hãy vào trang của Hiền Trân để tập theo Hiền Trân và để được nghe cách hướng dẫn làm sao cho thật và chính xác. Con nói gì các bạn đi? Đối với mẫu luyện thanh này thì hôm nay Trân và bà nội mang đến một mẫu luyện thanh giúp cho các bạn mở khẩu hình tốt hơn và không bị đớt, bị ngọng trong những cái câu hát mà các bạn thể hiện trong một bài hát nào đó. Và nếu mà các bạn yêu thích âm nhạc thì các bạn nhớ là hãy vào kênh của Trân nha để xem những cái bài tập về luyện thanh thật là bổ ích này nha. Và bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Nhớ like, share và subscribe kênh của Trân Official nha. Bye bye.